Rồi hai vợ chồng ăn cơm vậy rồi cho con ăn gì? Ăn cháo hả? Ừ, ăn cháo, ăn cơm luôn chứ. Hồi nãy em gái nói em gái có ước mơ như thế nào em gái? Mơ có tiền Có tiền. Mình có tiền để mình làm cái gì? nuôi con. Nuôi con. Dạ. Hôm nay lại tiếp tục lang thang cả nhà mình. Và cả nhà mình hôm nay đưa chơi lang thang quay trở lại đây thăm lại cái hoàn cảnh của đôi vợ chồng nhỏ tuổi nhất miền núi cả nhà. Thì khi mà chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình em ấy thì có rất là nhiều cô chú anh chị mạnh thường quân yêu thương và quan tâm. Hôm nay đưa chơi lang thang quay trở lại đây chia sẻ đến cả nhà mình cái cuộc sống của hai vợ chồng và nó rất là khó khăn luôn cả nhà mình. Hàng ngày phải đi chặt củi và đi nhặt thân bò để kiếm sống cả nhà. Nhưng mà con cái thì không có tiền để cho uống sữa luôn cả nhà mình ơi. Và nó rất là thương luôn. Đi trên lên thang mời cả nhà mình hãy đồng hành cùng với đi trên lên thang hết tập video này nha, để hiểu thêm về cái cuộc sống của hai em. Hiện tại thì bây giờ là 1 giờ trưa nha cả nhà. Đây là hình ảnh của em trai người đồng bào Rắc Lây nè cả nhà. Em đang chặt củi để kiếm cuộc sống cả nhà. Chặt một bó củi như thế này thì bán được là 15 ngàn nha cả nhà mình nha. Thấy cái gùi em đỡ đây nè. Em chào em trai nha. Em chặt củi được lâu chưa? Chặt lâu rồi. Lâu rồi hả? Ừ. Hai vợ chồng ăn cơm chưa mà đi chặt củi vậy? Chưa ăn. Em ngưng tay anh trò chuyện với em xíu nha. Thì hôm nay anh quay trở lại đây thăm lại cái hoàn cảnh của vợ chồng em ha. Thì cách đây mấy bữa anh có vô tình gặp biết được cái hoàn cảnh của em. Thì rất là khó khăn thì anh có chia sẻ yêu thương ha. Thì hôm nay anh quay trở lại đây anh báo cho em một cái tin vui là hoàn cảnh của vợ chồng em là được cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước yêu thương rất là nhiều. Hằng ngày là em phải đi chặt củi vậy đâu hả? À, chặt củi chứ, chặt củi có tiền mà. Ừ. Mình thì bán. Một ngày là mình chặt một củi này thì được 15 ngàn á. À. Nếu mà mình chặt hết sức của mình luôn á thì được bao nhiêu bó? Chặt được 2 củi, 3 củi đó. À. Chắc đi xa quá mà. Vợ em là đi nhặt phân bò. Còn em là đi chặt củi. Vợ đi nhặt phân bò. Phải nói cuộc sống của hai vợ chồng nó rất là khó khăn luôn cả nhà. Anh hỏi thiệt cho trung bình hai vợ chồng em một ngày mà mình cố gắng mình chặt luôn á là được bao nhiêu tiền? Chặt được buổi sáng đi bán thì được 2 củi thì một bó thì 15 ngàn. 2 củi thì 20 ngàn. Ừ. 20 chiều 30. Mình bán á là mình dắt xuống nào bán hay là như thế nào? Dắt xuống đi bán luôn chứ. Một mình em dắt từ đây xuống dưới làng, anh thấy cái tuyến đường rất là xa thì em dắt được bao nhiêu bó? Cứ 2 bó, 1 bó. Mình gùi trên vai một gùi, rồi mình dắt trên vai một bó. Và nói cuộc sống rất là khổ luôn cả nhà. Còn trẻ tuổi mà bây giờ là ở trên đường trên núi như thế này thì không có ăn học, không có biết đường mà đi xin công văn việc làm á. Ở với bố mẹ trên đây thì từ nhỏ tới giờ rồi, quen rồi. Quen rồi. Không có dám đi xuống làng hả? Sống phải nói rất là khổ luôn. Anh thấy là vợ em nhặt bên kia hả? Bây giờ là em mang củi qua đó đi. Qua bên đó thì anh trò chuyện với hai vợ chồng chút xíu nha. Ở trên đây thì họ chặt những cái cây củi khô nha cả nhà. Còn những cái cây củi tư là bên lâm trường họ không có cho chặt. Không cho chặt. Củi khô nó cho chứ. Rất là khổ luôn. Mấy cây sáng sống này thì mấy bọn kim lâm thì bắt cá rửa luôn á. Bên lâm trường là họ không cho chặt củi tươi đúng không? Nó rất là khó khăn luôn cả nhà mình ơi. Trời ơi, ẩm con theo nữa hả?
thấy thương cả nhà, nhìn hình ảnh nè, hai vợ chồng bồng theo đứa con sau lưng để đi nhặt phân bò và chặt củi. Cả nhà mình nhìn hình ảnh của hai vợ chồng trẻ nhất miền núi nè cả nhà, mà nó rất là thương luôn. Em có biết là hôm bữa anh chia sẻ cái hoàn cảnh của em đó, là có rất là nhiều cô chú anh chị vào bình luận comment rồi gửi cái lời chúc tốt đẹp đến hai vợ chồng em, rồi cũng có nhiều người gọi cho anh khuyên hai vợ chồng là đi xuống thành phố để làm, để họ hỗ trợ công việc. Nếu mà có một người nào đó muốn giúp đỡ cho hai vợ chồng em một cái công việc ổn định, bao ăn bao ở và trả lương hàng tháng, thì hai vợ chồng em có đồng ý đi xa làm không? Bố mẹ không cho đi mà. Bố mẹ nói ở nhà với bố mẹ. Đi chặt củi băng cũng được, lùm phân bò băng cũng được. Sáng này lùm được hai bò để ở nhà rồi. Nghe hả? Lùm xong phân bò đi đào khoai nữa. Phải nói cái hoàn cảnh của hai em là cái trường hợp hai em phải nói rất là đặc biệt luôn. Từ trước tới giờ là ít khi mà anh gặp lắm, tại anh cũng đi thăm nhiều hoàn cảnh bà con đồng bào miền núi đó. Nhưng mà cái trường hợp của hai em là phải nói rất là khổ. Và vợ của em thì rất là nhỏ tuổi luôn, mà bây giờ phải ôm con sống trên rừng trên núi như thế này thì không có sữa cho con uống nữa. Sao em không nghĩ cho cái tương lai của mình á, sau này mình còn tương lai còn con cái nữa, để con cái của mình sau này nó khổ như mình, nó đi nhặt phân mò như mình, thấy tội nghiệp nó. Muốn đi làm nhưng mà người ta không cho làm. Theo em suy nghĩ thì em muốn tìm một cái công việc gì phù hợp với em. Tháng cà phê chín thì đi làm, đi hái đâu có nhiều tiền đâu. Mùa cà phê thì phải nằm tầm có tháng 10, tháng 11 mới có cà phê đúng không? Còn những cái tháng 2, tháng 3 này là mình ở trên núi vậy, mình đi chặt củi thôi. Chặt củi. Một năm mà em đi hái cà phê như vậy thì em canh đó, cái tháng đó em hái cà phê thì dư được bao nhiêu tiền? Đi hái cà phê hả? Đi hái cà phê thì ông chủ ta thì tháng cứ 3,5 triệu. 3,5 triệu một tháng? Mà là một mình em đi hay là em dẫn vợ em đi luôn? Một mình chứ. Là vợ ở nhà chăm con? Chăm con. Ở nhà kiếm tiền lúm phân bò vậy đó, để bán. Vậy là em chờ tới mùa cà phê để em đi làm thôi. Anh thấy cuộc sống hai vợ chồng em thiếu thốn rất là nhiều luôn. Son nồi không có, rồi mùng mền không có. Bữa em nói là em tên gì anh quên rồi ta? Tiếu. Tên Tiếu. Vợ em tên gì? Tên Diệp. Vợ tên Diệp. Cả nhà mình thấy người đồng bào đất này nè, đấy em còn quá trẻ mà đã có con rồi. Con đội bú mà thì tôi chưa hay ngại luôn á mà. Không sao, có nhà chia lại rồi. Thôi đừng mắc cỡ nha. Em thấy gia đình em khổ vậy, nhiều khi mình có chán nản không em gái? Có. Có suy nghĩ làm sao chia sẻ anh chút xíu được không? Chán nản làm sao? Muốn có tiền. Mình nếu mà mình muốn có tiền thì mình phải đi làm xa chứ. Đi làm xa, muốn thích đi làm xa nhưng mà ba mẹ không cho đi. Ba mẹ phải nói ở nhà chứ bố mẹ. Làm công việc ở nhà cũng được. Đi chặt củi về lại luôn phần bỏ bán kiếm tiền rai rai. Nhiều khi hai vợ chồng không có tiền đó, rồi hết gạo, rồi không có tiền mua sữa cho con á, rồi con nó khát sữa nó đòi á. Hai vợ chồng rồi có nảy sinh cãi vã không? Có khi nào mà hai chồng cãi vã không? Không. Không hả? Hết tiền thì đi chặt củi. Rồi thương thương cho đứa nhỏ cái nhà. Mà nó rất là tội nghiệp luôn. Rồi những lúc con khát sữa cũng khóc rồi phải làm sao? Khóc thì bố sữa mẹ đỡ. Nghe hả? Em gái em có một cái ước mơ gì cho con em và em không? Có. Em có ước mơ gì em có thể là chia sẻ với anh được không? Theo tuổi của em đó, em đã lập gia đình rồi, thế em cũng hiểu biết và chín chắn ha.
cũng có ăn học nè, rồi em có suy nghĩ gì em cứ chia sẻ với anh, đừng có ngại. Không có tiền. Muốn có tiền thì mình phải làm sao? Nuôi con. Khờ quá, hai đứa còn khờ quá, không có không? Hiểu rồi, không hiểu về cái cuộc sống. Giờ muốn có tiền là mình phải đi làm xa mới có tiền. Còn mà ở trên rừng trên núi như thế này thì làm cho biết khi nào mà mình có tiền. Ngày nào ăn ngày đó sao có dư được. Ăn đấy. Thì cả nhà đi chơi lang thang thì có nhiều cô chú anh chị gọi á, muốn giới thiệu việc làm cho hai em, nhưng mà chắc đi chơi lang thang nghĩ là hai em không có dám đi, tại vì họ khờ á, người đồng bào nhiều khi họ không có tiếp xúc với người kinh nhiều. Mà mình làm một cái cầu nối á, thì mình đưa họ xuống ở dưới thành phố làm á, thì không biết là cái người mà giúp đỡ cho họ là có tốt hay là xấu, nhiều khi thì mình cũng không biết được. Nên là đôi khi hay chia sẻ là chia sẻ thực tế nha cả nhà, có sao mình nói như vậy. Thì hai em nói là ba mẹ không cho đi, không cho đi à, thì anh cũng muốn là giúp đỡ cho hai em á có cái công việc ổn định đó. Nhưng mà trước khi giúp đỡ thì anh cũng phải tìm hiểu công việc nè, rồi tìm hiểu cái người mà giúp đỡ cho hai em á họ có thật với mình không á, có thật sự là muốn giúp đỡ mình không á, sợ họ lừa em rồi này kia. Em bé khóc qua trời cả nhà. Thôi bây giờ mình về nhà đi em, về nhà đi trò chuyện. Mình ngủ rồi đó. Cả nhà thấy thương cả nhà. Mời cả nhà mình về nhà, hai vợ chồng em ngồi trò chuyện nha cả nhà. Con của em hình như là buồn ngủ khóc quá trời luôn. Một cái mộng thế nào mình. Ở đây có một cái con đường mòn nè cả nhà, dẫn lên nhà của hai em nè. Khu vực ở phía đầu trên này thì cũng có 4-5 hộ dân gì ở đó cả nhà, nhưng mà họ ở rải rác thôi chứ không có ở dính liền với nhau. Cả nhà mình cảm nhận cảm nghĩ như thế nào về cái hoàn cảnh của hai vợ chồng đó. Em trai này là hai em còn nhỏ quá. Đây là cái ngôi nhà của hai vợ chồng em ấy nè cả nhà mình. Bây giờ thì em ấy đang nhóm lửa để nướng cá ăn cơm. Hai vợ chồng mới đi chặt củi với nhặt phân bò về cả nhà. Hôm nay là nhặt được 2 bao rưỡi thôi em. Bên kia 2 bao rưỡi. À em đỡ bên kia hả? Ở trên đây mùa này nắng quá, nóng quá em ha. Nóng quá. Ngôi nhà và núi rất là nhìn nhỏ xíu rồi cả nhà. Cá này hôm bữa anh tặng cho em đó hả? Còn đó hả? Đúng rồi. Hôm bữa giờ em có xuống làng không? Không. Không có xuống làng mua sữa cho con à? Xuống một lần á. Đi mua. Là ngày hôm đó là tặng tiền cho em, là sáng mai là em xuống làng á ha. Sữa trong bị màu trắng đó. Màu đỏ. Nấu cơm chưa? Nấu rồi. Nấu rồi hả? Ở trên đây thì đi xuống làng xa lắm cả nhà mình ơi. Đi phải nói là nếu mà dự đoán là mất tầm cỡ 10 mấy cây. Mà cái đường núi này là mình phải đi bộ một hồi xa xuống cái chân núi mình mới lấy xe máy mình đi. Mà hai vợ chồng em thì không có xe máy. Mình ao ước mình có chiếc xe máy không em trai? Dạ. Yeah. Có chiếc xe máy cùi cùi mình đi đường núi chở vợ cho con đi. Ví dụ như lúc mà con bệnh rồi đó mình chở đi xuống làng đi bác sĩ được chứ.
Muốn có xe máy chứ, nhưng mà không có tiền mà mua. Một chiếc xe máy cũ cũ thì theo em biết là nằm giá có tầm 3 triệu không? Chắc 3 triệu, 4 triệu gì đó, không biết. Ừ, mình mua cái xe cũ cũ thôi mà đi đường núi này, chứ mua xe mới thì đi đường núi này cũng đi đâu đâu được. Hư uổng cái xe ha. Ừ. Mua xe cũ cũ thôi, mình chế cái phọt ha. Chế cái phọt cao mới đi được cái đường núi này. Hai chồng em phải nói rất là khổ luôn cả nhà. Cha mẹ thì cũng khổ, cha mẹ thì ở trên núi cao đúng không em? Đúng rồi. Em chia sẻ là nhiều khi không có gạo ăn, phải lên núi đào khoai giờ cho vợ con ăn. Đào khoai chứ. Tội cho mấy đứa nhỏ cả nhà. Nhiều khi khát sữa khóc la mà ba mẹ thì không có tiền mua sữa cho uống. Con nít mà nó thích bú đúng không em? Em có cái bình bú cho cháu chưa? Em có cái bình bú sữa cho cháu chưa? Chưa. Chưa có hả? Dạ. Sao không mua một cái bình đó để cho con, ví dụ mà con mà có khóc thì mình đưa cho con nó bú. Mua cái sữa này nè, cho nó uống nè. À, mua sữa hộp đó hả? Ừ. Rồi dọn cơm ra ăn hả? Hộp cơm ăn. Rồi hai chồng ăn cơm đi, đừng có ngại anh. Anh ăn rồi. Ăn cơm với cá khô cả nhà. Hôm bữa là tặng thịt là ăn hết rồi. Ừ. Hôm bữa anh tặng thịt cho em đó, em ăn hết rồi. Đó, thịt đó, canh á. Canh à, nó canh ăn rồi. À, nó xong rồi. Canh bầu á. À, hai con. Sao không lấy mắm, mình dầm ớt chan ăn cho nó dễ ăn. Mắm đi chanh. Mắm nó dành ha. Ăn cá chứ. Thấy khổ không cả nhà? Còn trẻ nhưng mà ở trên rừng trên núi như thế này thì phải nói mất cả một cái tuổi thanh xuân luôn. Ba mẹ thì cho đi làm ăn thì sợ mất con. À, cả nhà mình thì đưa chân lên thang chia sẻ thực tế về cái hoàn cảnh của hai vợ chồng em trai người đồng bào Đắk Lây. Thì đưa chân lên thang hôm nay đến đây thì mua rất là nhiều đồ để tặng cho hai em. Tại vì hai em được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mở tấm lòng vàng yêu thương. Cả nhà thấy hai em khổ quá, còn trẻ mà phải sống trên một cái đồi núi như thế này thì cuộc sống rất là khó khăn. Mà trong khi đó là hai em là có đứa con nhỏ nữa. Khi mà đưa chân lên thang tới thăm thì hai em chia sẻ là không có tiền mua sữa cho con uống. Cả nhà phải cho con ăn cháo gói, phải đi nhặt từng cái cục phân bò để bán kiếm tiền. Không có gạo ăn phải đi lên núi đào khoai. Ừ, đào khoai. Ba mẹ thì gia đình thì ai cũng khổ, không ai giúp đỡ được gì hết. Đúng rồi. Thì các nhà mình hình dung cái ngôi nhà của em là tháng mưa là ở không có được. Và cái bếp của em á, lạ một cái là em nấu ở trên cái ngôi nhà luôn. Nấu vậy rất là nguy hiểm, phải nấu là chỗ đây là chỗ ngủ luôn ở cái nhà mình. Là ban đêm là đốt lửa khỏi muỗi. Ừ, khỏi muỗi. Khỏi lạnh nữa. Ừ, nhưng mà em phải để ý nha. Giờ mình có con nhỏ rồi, mình có đèn rồi. Để ý là có chuyện nó cháy nhà đó. Bất cẩn là không được nha. Rồi. Nguy hiểm lắm đó. Thì khi mà đến thăm á, đưa chân lên thang có tặng mùng cho em nè, tặng mền cho em nè. Rồi tặng đèn năng lượng cho em nữa cả nhà. Và hôm nay đến đây á, là mua son nồi chén bát được tặng cho em. Thì hôm bữa anh có hứa với em đó. Hứa em anh sẽ quay trở lại là mua những cái vật dụng tặng cho hai vợ chồng á, để cho hai vợ chồng có dùng. Cứ thấy nhà thì có hai cái xô với hai cái tô rồi cả nhà. Thì đây. Em biết cái lon sữa là gì không? Biết, sữa bé. Ừ. Con của em là chưa được uống sữa này bao giờ đúng không? Đúng rồi. 6 tháng tuổi rồi cả nhà, cho uống sữa hộp với sữa mẹ thôi. Cái sữa này là có giá là 415 ngàn nha cả nhà mình. Sữa này con nít uống rất là tốt. Một lon này là có thể là cho cháu uống là 20 ngày.
20 ngày. Nếu mà uống liên tục á, 20 ngày đến 1 tháng thì ở trong đây là hỗ trợ phát triển toàn diện cả nhà. 6 chuỗi đổ xuống uống được sữa này thì anh mua tặng cho cháu nha. Cảm ơn anh. Cái này là em nấu nước nóng nha. Đúng rồi. Em có cái bình bú cho con chưa? Chưa. Chưa có. Chưa có. À, khi nào xuống làng thì mua cái bình đó. Em có cái bình đó em pha, em bỏ vô trong đây, nó có hướng dẫn nè, nên hướng dẫn trong đây nè. Nó có một cái nắp, cái muỗng hiểu không? Đó. Khui ra để hướng dẫn nha. Rồi. Đây cái muỗng này nè. Muỗng mới này nè, mình múc là có sự hướng dẫn là cả nhà mình. Cái bình nhỏ thì mình múc một muỗng đến hai muỗng này. Rồi. Đó. Rồi mình đổ lóng nước nóng đổ vô cho cháu uống. Cái này chắc em cũng biết làm ha. Tập làm cho nó quen, làm cha mà. Thấy nhà em mà thiếu thốn rất là nhiều luôn. Rồi tặng cho em là một cái ca nè, để múc nước. Và đây anh mua có 10 cái chén tặng cho vợ chồng em để dành. Đây là ba cái tô. Rồi một bó đũa nha. Mình cần cái gì thì mình lấy ra mình sử dụng ha. Đây là một cái thau. Thau này là có thể là mình rửa rau khi mà rửa khoai rồi đó. Không có gạo ăn nữa, mình lấy khoai mình rửa ha. Rồi để đây. Rồi đây là cái xô xách nước. Em có xô xách nước chưa? Chưa. Chưa có hả? Rồi tặng cho em cái xô xách nước nha. Rồi để đây. Một cái dĩa. Thì hai vợ chồng sống thì có những cái vật dụng như thế này thì đầy đủ rồi. Đây là một cái chảo nè, cái chảo này mua chảo xịn luôn á cả nhà, chảo chống dính á, 125.000 một cái. Đó, tặng cho em cái chảo nha, chảo mới. Đây là cái son nè. Son này là son 20 để mình nấu canh. Còn son này là son 224 để nấu cơm ha. Mình nấu rồi mình cố gắng mình chà cái son cho nó sạch sẽ. Lấy cái đồ chà mình chà. Đây là hai cái nắp son này. Ăn cơm á mình nấu mình đầy lại cho khỏi ruồi lằn nó bu vào á, ăn là nó bệnh. Rồi đây là hai cái rổ nha, hai cái rổ mới. Và đây là cái thau để mình rửa rau á. Em biết cái này cái gì không? Đó, cái đồ cặp cái đồ cá gì đó. Cái này là kẹp. Thường thường á là người kinh mình á là mấy người mà nướng thịt ở cả nhà thì hay lấy cái kẹp này để nướng thịt. Thì có nhiều người thì là gấp than. Đưa chiều thang mua cái này tặng cho hai vợ chồng em là thấy hai vợ chồng em có cái bếp lửa ở trên đây nè. Đó. Lửa bây giờ còn khói luôn nè cả nhà. Thổi cho cả nhà mình coi nè. Không chịu dập. Để ý nha, tí là lấy nước ấy nha. Là em nấu cơm, nó là nướng cá ở trên đây luôn cả nhà mình. Thì em gấp cái này nè. Gấp thang. Đó. Mình lấy một cái son đi, cái son mà anh tặng cho em cái son mới đúng không? Em bỏ ra một cái son. Một cái son cũ của em như cái son này nè. Anh thấy cái son kia bị mớp đúng không? Em lấy cái son đó với lại lấy cái nắp đó em gấp than á. Khi mà nấu xong mình lấy than mình gấp nó bỏ vô son đó xong mình đổ nước vô để nắp lại. Cho nó tắt đi. Chứ đợi nó cháy nguy hiểm lắm nha. Này để gấp nè. Gấp than. Còn trong đây là có mấy chục cái bao tay nè. Đây nè. Là anh tặng cho em để em với vợ em là đi nhặt phân bò. Là mình đeo bao tay vào. Nhặt phân bò cho nó khỏi bị dính vào tay đó, cho nó vệ sinh ha. Rồi đi chặt củi cho nó khỏi bị chai tay. Đó. Thì khẩu trang là bữa tặng rồi đúng không? Giờ tặng bao tay. Thì đây là giá bát cơm ha. Đây là giá múc canh. Rồi hết rồi. Hết rồi, như vậy hết rồi. Sáng nhớ có mua muỗng nữa cả nhà, mà không thấy. Rồi đầy đủ đồ ha. Có son mới, nồi mới rồi. Mình mấy cái cũ này mình chà rửa cho nó sạch sẽ. Mà để dành khi nào mà cái này không nóng thì nấu cái này ha. Rồi. Đầy đủ rồi, cái đèn năng lượng rồi. Quần áo thì cũng tặng rồi. Tặng rồi. Chỉ có là tặng tôn cho em là để em mua tôn thêm là em nối cái nhà ra cho nó rộng rãi. Sau này con cái nó lớn lên có cái rồi nó chạy nhảy trên sàn nhà cho nó dễ. Thì cả nhà, đôi chân thang hứa với em là sẽ tặng cho vợ chồng em một cái con bò để cho vợ chồng em có cái vốn để cho vợ chồng em là
nuôi cái con bò nó sanh sản ra sau này là có cái vốn cho con cái sau này. Chứ người đàn bà mà sau này mà con trai hay là con gái mà đi lấy chồng mà không báo bố mẹ mà không có tài sản á thì là dễ bị chê lắm. Đúng rồi. Ừ. Thì ngày mai á 10 giờ sáng ngày mai em biết cái đập ở dưới không? Đập này hả? À là em phải đi chịu khó đi bộ xuống dưới đó. Rồi anh sẽ chở bò lên. Anh trao tặng bò cho em, em dắt từ dưới dắt lên đây. Rồi anh đi theo em lên trên đây luôn. Đó là mình chặt lá, rồi anh sẽ hướng dẫn cho em là cách chăm bò như thế nào ha. Rồi để mình có cái con bò đó là để mình làm một cái tài sản của mình. Có bò thì để chặt có cho nó ăn nhé. Thì ngày mai anh sẽ tặng bò cho em và anh sẽ công bố cái tên Mạnh Thường Quân để cho em là gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân nha. Rồi trước thì bây giờ thì tặng cho em những cái món quà thì đến thăm lại thì có cô chú anh chị á, ông bà ở trong nước và ngoài nước là nói em là sẽ cố gắng lên. Nhà mình còn trẻ tuổi mình phải suy nghĩ, mình có tư duy đúng không? Để mình cải thiện cái cuộc sống chứ không phải là mình là thanh niên mình có vợ con là mình có cái trách nhiệm. Mình phải suy nghĩ có bò rồi mình phải làm cách như thế nào, mình tìm hiểu, mình học hỏi để cách mình chăn bò để cho con bò nó khỏi bệnh, cho nó mau lớn. Chứ anh mà anh nghĩ em mà đi chặt củi với nhặt con bò là không có tương lai. Cuộc sống của mình cứ vậy hoài, bây giờ mình còn trẻ, mình còn thời gian, mình còn sức. Có bò thì đi chăn bò, giờ là đi chặt cỏ cho nó uống nước. Phải cắt cỏ tốt cho nó ăn. Nó mới mập, nó mới sinh sản được ha. Rồi với lại có một điều nữa là anh muốn tặng cho em một ít tiền để em sửa lại cái ngôi nhà của em. Em làm được không? Nhà hả? Nhà không biết làm. Không biết làm thì em nhờ anh của anh em gì đó của em á. Nhờ có người quen để làm nhà không? Có. Rồi em thuê người ta làm cũng được, một ngày 200 ngàn hay 300 ngàn gì đó em trả cho người ta. Chặt cây, giờ mình nối cái nhà này là mình tháo nhà này ra, mình mua thêm là 10 tấm tôn nữa. Anh sẽ tặng tiền cho em là mua 10 tấm tôn. Nha. Rồi mình lấy cái tôn này để mình tận dụng, mình lợp bên hông dắt cho khỏi mưa nó khỏi bị tạt. Còn cái tôn mới á là mình sẽ lợp lại cái ngôi nhà, mình nối ngôi nhà ra, nối cái dắt này nè, nối cái dắt này ra thêm cho nó rộng rãi thì có vợ con ở ha. Có làm được không? Được. Mai mốt anh sẽ quay trở lại. Anh dắt bò cho em, anh muốn thấy là em phải dựng lên cái ngôi nhà. Anh cũng muốn hỗ trợ em, nhưng mà cái tiếng đường nó xa quá cả nhà. Cái tôn này là cái tôn mỏng cả nhà mình. Tôn này là cái tôn mỏng nó nhẹ. Vì cái nhà của em á là cái tôn này là chiều cái khổ của nó là 1 mét nha cả nhà. 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm. Ngôi nhà 3 tấm nhưng mà 3 tấm tôn cả nhà. Có làm được không? Anh sẽ hỗ trợ cho em tiền và em sẽ bỏ công sức ra em làm. Được. Em nhờ em thuê người ta em xuống em mua tôn. Nhờ ba làm cũng được. À. Nhờ ba dưới làng á hả? Với lại anh em gì đó mình nhờ lên đây mình làm 2 ngày 3 ngày thì mình trả công cho người ta. Hiểu không? Rồi bây giờ là tới phần của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, ông bà ở trong nước và ngoài nước yêu thương em á. Thì có rất là nhiều cô chú anh chị gửi tiền tặng cho em á cả nhà, nhưng mà có nhiều người gửi cái lời chúc. Có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở bên nước ngoài gửi tiền cho Đưa Chân Lên Thang, nhưng mà Đưa Chân Lên Thang chưa nhận được cả nhà. Thì có nói chuyện điện thoại rồi, khi nào mà Đưa Chân Lên Thang nhận được tiền thì Đưa Chân Lên Thang sẽ quay trở lại trao tiền cho hai vợ chồng em. Thì trước mắt thì Đưa Chân Lên Thang đọc tên cô chú anh chị nào mà đã gửi tiền cho Đưa Chân Lên Thang giúp đỡ hoàn cảnh của hai em á. Đưa Chân Lên Thang xin phép và đọc tên thì em lắng nghe và em với vợ em là gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân giùm anh nha. Thì có Mạnh Thường Quân thì dặn anh là mua tặng cho em một cái lon sữa này. Đó thì anh cũng chung tiền với Mạnh Thường Quân luôn, anh mua son, nồi, thau rồi những cái vật dụng nè. Là tổng cộng hết là 538.000 nha cả nhà. 538.000. Đưa Chân Lên Thang muốn cái nào rõ ràng là có đó nha cả nhà. Thì anh sẽ đọc tên nha. Anh Đinh Viết Thắng 200.000. Anh Johnny Nguyễn giúp đỡ cho em là 2.400.000. Anh Lê Xuân Toàn ở Hà Nội giúp đỡ cho em là 1.000.000. Cô Kiều Trang giúp đỡ cho em là 1.000.000. Là Đưa Chân Lên Thang mới nhận cái quỹ của 1, 2, 3, 4 Mạnh Thường Quân nha cả nhà. Thì số tiền là 4.600.000. Thì anh mua những cái món quà tình thương này là 538.000. Thì anh lấy 4.600.000, anh trừ cho 538.000 và anh cộng thêm cái lon sữa là 415.000. Thì anh sẽ trừ số tiền ra ha, là còn lại là 3.600.000.
3.647.000. Đó là số tiền còn lại chính xác. Thì trước mắt thì anh sẽ đưa cái số tiền là 3.647.000 cho em ha. Hôm bữa tiền anh tặng là còn đúng không? Là để dành nha. Ba triệu 647.000. Chết rồi, không có tiền lẻ rồi. Rồi không có tiền lẻ thì anh sẽ trích tiền cá nhân của anh ra ha. Không có tiền lẻ cả nhà. Thì đưa chẳng cho em là 3.700.000 luôn. Còn lại mấy chục thì đưa cho Lê Thang bù vào tặng cho em luôn. 3.647.000. 47.000 thì anh đưa cho em luôn như là 100.000 luôn nha. Là 3.700.000. Em đếm lại giùm anh đây. Đủ chưa? Đủ rồi. Thì cả nhà đưa chân Lê Thang đã giải ngân 4 mạnh thường quân đã yêu thương hoàn cảnh hai vợ chồng em. Và đưa chân Lê Thang sẽ xin phép là đọc tên của cô chú anh chị thêm một lần nữa. Là anh Đinh Viết Thắng hỗ trợ cho hai vợ chồng em là 200.000. Và anh Johnny Nguyễn 2.4 triệu. Và anh Lê Xuân Toàn ở Hà Nội 1 triệu. Cô Kiều Trang 1 triệu, tổng cộng là 4.600.000. Và đưa chân Lê Thang mua những cái phần quà tình thương là 538.000 và một lon sữa là 415.000. Thì lấy 4.6 triệu trừ cho 538.000, trừ thêm 415.000 thì còn lại số tiền là 3.647.000 nha cả nhà. Và đôi chân Lê Thang cũng xin phép sư cô Thích Chị Hạnh ở Mỹ chức ra số quỹ của cô là 3 triệu để gửi tặng cho hai vợ chồng em. Để hai vợ chồng em là mua tôn mới, cái tôn cũ này mình tận dụng mình cất nhà bếp hoặc là mình làm cái giấc bình hông. Thì mình sẽ làm thêm cái nhà bếp để mình dọn cái này đi xuống đó mình nấu cơm ha. Chứ không có được nấu trên đây nguy hiểm. Rồi mình nối cái nhà ra cho nó rộng cho con cái vợ con ở ha. Đây là 3 triệu của sư cô Thích Di Hạnh. 3 triệu này là em mua tôn. Mua tôn để mình dư ra thì mình mua thêm 2 tấm tôn mình làm cái chuồng bò. Để tháng 10 cho có bò nó ở nữa ha. Rồi là tiền bữa anh tặng cho em là vẫn còn đúng không? Tiền đó thì mình để dành mua gạo, mua cá, mua mắm, mua sữa cho con. Còn tiền này là mua tôn. Còn tiền này là để dành nè những lúc mà ốm đau bệnh tật nè, vợ bệnh hay là con bệnh. Rồi tổng số tiền bao nhiêu tiền em đếm thử coi, đếm được không? Này 3 triệu này. Một tuần. 3 triệu mua tuần đỡ riêng ra. Này thì để bính mua gạo. Đây để dành. Để dành. Còn cái tiền kia là để mua sữa, mua gạo. Còn này là để tiền để dành ốm đau bệnh tật. Khi nào mà mình cần thiết á, thiếu thốn á. Ví dụ có nuôi bò hay là con bò nó bị bệnh á thì anh giao bò cho em, anh tặng bò cho em, anh sẽ hướng dẫn cho em cách chăm bò như thế nào. Ha, là ngày mai nhớ đúng 10 giờ. 10 giờ nha. Là xuống ngay chỗ đó. Anh tặng bò cho em thì em dắt bò lên anh đi thêm lên luôn ha. Rồi bây giờ là mình cảm ơn từng người đi, em cảm ơn trước tiên là em cảm ơn anh Đinh Viết Thắng đi. Em cảm ơn Viết Thắng. Chúc anh Thắng sức khỏe đi. Chúc anh Thắng sức khỏe. Cảm ơn anh Johnny Nguyễn ở Mỹ. Cảm ơn anh Johnny Nguyễn ở bên Mỹ. Cảm ơn anh Lê Xuân Toàn. Cảm ơn anh Lê Xuân Toàn. Ở Hà Nội. Ở Hà Nội. Cảm ơn cô Kiều Trang. Cảm ơn cô Kiều Trang. Dạ. Thì Đinh Lê Thang cũng xin thay mặt cho vợ chồng em gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã yêu thương hoàn cảnh gia đình em. Còn 3 triệu này là của sư cô Thích Chị Hạnh. Rồi hai vợ chồng em là gửi lời cảm ơn đến sư cô Thích Chị Hạnh ở Mỹ. Cảm ơn Thích Sư Cô ở Mỹ. Con cảm ơn sư cô Thích Chị Hạnh. Thích Chị Hạnh ở Mỹ. Ở Mỹ đã yêu thương hoàn cảnh. Đã yêu thương hoàn cảnh. Vợ chồng con. Vợ chồng con tặng tiền cho con mua tôn. Tặng tiền cho con mua tôn. Rồi cảm giác của em sao, em có vui không? Vui chứ. Cảm mừng không? Cảm mừng chứ. Số tiền rất là lớn nha. Nhặt phân bò với chặt củi là phải nói là 2-3 năm mới có đó.
ngày nào ăn ngày đó thì là gì có nhiêu đâu cả nhà. Rồi em gái chia sẻ cảm xúc với em có vui không? Có. Có mừng không? Mừng. Rồi em gửi lời cảm ơn đến sư cô Thích Chị Hạnh đi. Con cảm ơn sư cô. Con cảm ơn sư cô đã yêu thương vợ chồng con. Đã yêu thương vợ chồng con. Rồi cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Cô chú Cường Vân. À, trời ơi, nhìn bé nó khờ cả nhà. Con ta có 13 tuổi ông Vũ rồi. Ông Vũ làm cho đứa con rồi. Giờ mới có 15 tuổi rồi cả nhà. Thì đi chân lên hay chia sẻ. Thì mình chia sẻ lại cho những khán giả, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà chưa biết đến cái hoàn cảnh của hai em á, thì hiểu thêm về cái cuộc sống của hai em. Phải nói tuổi trẻ, người ta nói là tuổi trẻ tài cao. Còn cái này là tuổi trẻ ở trên cao á cả nhà. Sống trên một cái đồi núi như thế này phải nói rất là khó khăn luôn. Dạ rồi, Đưa Chân Lên Thang cũng xin thay mặt cho hai vợ chồng em gửi lời cảm ơn đến sư cô Thích Chị Hạnh. Và chúc cho sư cô và gia đình có thật là nhiều sức khỏe. Thôi cố gắng lên em ha. Thì ngày mai nhớ đúng 10 giờ có mặt như đó. Đợi anh nha. Anh có lên chở chút xíu thì cũng đáng đợi nha. Tại vì anh chở bò lên. Không phải riêng về hoàn cảnh của em, mà còn nhiều hoàn cảnh nữa. Cố gắng là mình có bò nè, có tiền rồi, mình có xôn, nồi, chén, bát, có tôn làm nhà rồi là mình khang trang rồi. Mình phải biết cách. Ví dụ như cái số tiền này em có thể là tận dụng là em mua 2 con heo, em làm một cái chuồng heo. Đó, để mình gầy là nó đẻ con ra. Là mình mua ít gà, mình làm thêm cái chuồng gà nữa, để con gà nó đẻ trứng ra mình lấy cái trứng con gà đó mình ăn, hoặc là mình lấy cái trứng con gà đó mình bán. Em làm cái chuồng gà ở trên đây á thì núi rừng như thế này thì mình sợ những cái con mèo rừng đúng không? Như là con chồn đúng không? Nó ăn đúng không? Nhưng mà em phải chăm. Đó. Mình rào lại cho nó kín bít vậy đó. Mình làm rồi mình chăm sóc, mình cho nó ăn bắp, ăn gì đó, gà đó. Đó, mình phải biết cải thiện vậy em mới cải thiện được cuộc sống của em. Chứ còn em đi nhặt phân bò với chặt củi thì sao em giàu nổi? Sao em khá nổi? Đời của mình khổ rồi, mình phải cố gắng mình làm cho đời con mình nó khá lên. Cái con mình nó sau này nó lớn lên, nó chặt củi với nhặt phân bò, tội nghiệp nó. Có cái mình sau này già nữa, mình có vốn nữa, có tiền nữa, mình dưỡng già nữa. Đừng có đi theo bạn bè nha. Có vợ có con rồi lo cho vợ cho con đi. Đừng có uống rượu nghe chưa. Mà chắc có lẽ là Đôi Chân Lên Thang là xin phép là khép lại video cả nhà. Ngày mai tặng bò cho em, mong rằng cả nhà yêu mến hoàn cảnh của hai em á, có thể là chia sẻ video trên cái nền tảng là Facebook hoặc là Zalo nha cả nhà. Một lượt chia sẻ của cả nhà có thể là một niềm may mắn, một niềm hy vọng mang đến cho hoàn cảnh vợ chồng em. Mà nói rất là vui luôn, Đôi Chân Lên Thang cũng vui mừng cho em là khi mà được Mạnh Thường Quân yêu thương. Tháng nắng cả nhà, ở trên đây thì bà con khổ về cái nguồn nước. Mà ở trên đây á, nếu mà khoan giếng á, thì không bao giờ mà khoan được. Máy móc đưa lên thì không có đưa lên được cả nhà. Rất là xa xôi và khó khăn. Ở trên đây chỉ có là đào giếng bọng thôi ha. Đào giếng bọng mà chờ nước bạch ra thôi. Nhưng mà cái bọng bi á, là mình vác lên cũng không được, không có chở được. Bây giờ mình tìm cách nào để mình làm một cái giếng. Mình có thể là mình mua xi măng lên, rồi mình mua to lên, mình bao quanh lại, cái mình đổ xi măng xuống trong như cái hộc thằng cái mỏng bi đó, rồi mình đào sâu xuống tầm cỡ 3 mét, thì mình lấy nước là lấy gầu múc thôi cả nhà. Nếu mà không làm cách đó thì chờ mưa thôi. Thì lấy được cái đó mặt đập á. Ừ. Thôi anh về nha. Đó. Thôi cảm ơn hai vợ chồng đã ngồi lại chia sẻ nha. Rồi chúc cho em có thật là nhiều sức khỏe nè. Để mai hai anh em mình gặp là anh hướng dẫn bò cho em ha. Cách chăm bò như thế nào, nuôi bò như thế nào. Rồi hôm nay chưa nắng rồi, chiều nay có đi chặt củi nữa không? Chiều đi. Đi nữa hả? Thôi cố gắng đi. Không phải là có tiền ở nhà đâu nha. Rồi đi chặt để mình dồn lại, mình dồn nhiều thịt nhiều cái mình bán. Bán kiếm tiền. Nuôi vợ nuôi con. Rồi cả nhà một lần nữa đi chơi thang xin phép là gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Trong nước và ngoài nước. Cảm ơn sư cô. Cảm ơn khán giả đã luôn dành thời gian quý báu xem video ủng hộ Đôi Chân Lên Thang trên con đường thiện nguyện. Cô chú anh chị Mạnh Thường Quân có điều gì mà thắc mắc có thể là liên hệ với Đôi Chân Lên Thang qua số điện thoại là 0896 420 742. Đôi Chân Lên Thang sẽ giải đáp thắc mắc của cô chú anh chị nha, Mạnh Thường Quân nha. Thôi anh về nha. Đôi Chân Lên Thang xin phép là bye bye cả nhà mình nha. Đôi Chân Lên Thang sẽ hướng đến một hoàn cảnh khác. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Bye bye cả nhà mình, hẹn cả nhà mình những tập video mới. Bye bye.